Kính chào quý vị và các bạn. Chắc hẳn trong cuộc sống bạn đã từng nghe những khái niệm như là truyền hình cáp quang, internet cáp quang, hay thậm chí nếu bạn để ý ở phía sau một chiếc smart TV ở nhà của mình, bạn sẽ thấy có cái cổng quang được ký hiệu là optical và nó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ. Và cổng này có chức năng là truyền âm thanh chất lượng cao cho chúng ta nghe nhạc hoặc là xem phim. Và bạn có thắc mắc là vì sao ánh sáng lại có thể truyền được âm thanh, hình ảnh này, hay nói chính xác là truyền được dữ liệu cho chúng ta hay không? Thì ban đầu mới nghe tôi cũng hết sức ngạc nhiên tại sao ánh sáng lại truyền tải được dữ liệu điện tử giúp chúng ta thưởng thức những cái bộ phim, những cái ca khúc, những cái bản nhạc một cách trọn vẹn như vậy. Thì trong video clip này chúng ta cùng tìm hiểu cách người ta dùng ánh sáng để truyền dữ liệu và xem cách nó hoạt động như thế nào nhé. Thì như các bạn đã biết, ánh sáng có một tốc độ rất là kinh khủng, trong vòng 1 giây có thể đi 7,5 vòng quanh trái đất. Và tôi không muốn nói là ánh sáng nó có tốc độ nhanh nhất vũ trụ, vì hiện nay các nhà khoa học còn có tuyên bố là phát hiện ra những thứ còn có tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Thì các bạn có thể muốn biết thì có thể tra Google để biết thêm. Nói tóm lại là tốc độ của ánh sáng nó là cực kỳ kinh khủng, rất rất là nhanh rồi. Và ngoài ra, ánh sáng còn có tính chất sóng. Đây là tính chất rất là quan trọng. Tức là ánh sáng vừa... Nó đã là một loại sóng. Có bước sóng, có tần số và nó có biên độ. Và tính chất sóng của ánh sáng thì các bạn đã học vật lý lượng tử thì sẽ nắm rất là rõ rồi. Tôi nhớ không nhầm đây là kiến thức ở vật lý lớp 12. Và chính cái tính chất sóng này là yếu tố quan trọng để các nhà khoa học tìm ra cách sử dụng ánh sáng cho việc truyền dữ liệu. Và kết quả, chúng ta có được cáp quang như hiện nay, vô tư xem phim, nghe nhạc chất lượng cao mà không lo bị giật lag. Vậy thì ánh sáng được truyền đi như thế nào? Thì quay trở lại với tuổi thơ của tôi một chút thì tôi cũng tin chắc rằng là các bạn ở đây cũng có một số bạn cũng có cái tuổi thơ giống như tôi. Đó là hồi bé thì sẽ có rủ một nhóm bạn là đi ăn trộm ở hàng xóm. Nhà tuy có nhưng mà vẫn đi ăn trộm, thế mới hay cơ. Thì tôi có ra một cái nhiệm vụ là ở bên ngoài báo động cho các bạn. Và nếu như phát hiện ra người đến thì tôi sẽ ở bên ngoài sẽ dùng đèn pin và bấm nhấp nháy 3 cái. Thì các bạn của tôi sẽ biết và trốn đi. Sau này lớn lên đi làm đêm thì tôi cũng dùng đèn pin để ra hiệu cho đồng nghiệp. Ví dụ như là bật 2 giây, tắt 1 giây thì ký hiệu là chữ A. Và đây là cách sơ khai để truyền tin bằng ánh sáng. Lấy trong trường hợp mà hai người đứng không trên một đường thẳng thì làm cách nào để truyền tin đi đây? Thì mình sẽ đặt một cái gương ở những cái chỗ gấp khúc. Còn nếu trường hợp hai người không đứng gần nhau một cách xa nhau hàng cây số thì làm thế nào để truyền tin khi mà chiếu đèn pin thì sẽ không tới được? Trong trường hợp này thì chúng ta vẫn còn một cách, đó là dùng dây điện. Một đầu là cầm phích cắm, đầu kia sẽ là bóng đèn. Bằng cách là cắm rút theo quy ước thì đầu kia sẽ phần nào hiểu được, tức là chúng ta sẽ cắm rút vào ổ cắm điện ấy, cho đèn nó nhấp nháy. Theo quy ước thì chúng ta sẽ đôi phần hiểu được cái quy ước thông tin muốn truyền đến. Tuy nhiên đây là truyền tín hiệu bằng dây điện chứ không phải là cáp quang. Và vì dữ liệu vô cùng lớn nên là bằng cách này nó cũng không khả thi cho lắm. Nếu như chúng ta muốn mã hóa một cái file nhạc chất lượng cao hoặc một bộ phim thì phải mất đến hàng vài năm, thậm chí là vài chục năm thì mới có thể mã hóa được theo cái cách này. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể mã hóa được bộ phim hoặc là những cái bản nhạc bằng ánh sáng như vậy? Thì cái này thì sẽ dựa vào tính chất sóng của ánh sáng, tức là ánh sáng có biên độ. Bằng cách thay đổi biên độ của ánh sáng giúp chúng ta truyền được dữ liệu đi. Các bạn đã biết rằng máy tính nó có thể hiểu được thông tin dưới dạng số nhị phân, tức là số 0 và số 1. Và các dãy số này xếp lại với nhau theo thứ tự nào đó thì máy sẽ hiểu được thông tin là gì. Vậy khi truyền ánh sáng, người ta sẽ mặc định ánh sáng biên độ A nào đó là 0 và biên độ B nào đó là 1. Đối bên này điều chỉnh biên độ AB thì đối bên kia sẽ nhận được các ký hiệu là 0 và 1. Và máy tính sẽ tự động xếp lại và sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Đó chính là cách người ta truyền dữ liệu bằng ánh sáng. Vấn đề là không thể truyền ánh sáng vào không khí được, vì ánh sáng sẽ không đi đến đích mà cần đến những sợi
dây hình trụ bằng nhựa hoặc là bằng thủy tinh. Xung quanh dây sẽ tráng một lớp phản quang ở bên trong và bên ngoài sẽ có cái lớp cao su để bảo vệ. Rồi ánh sáng sẽ truyền vào bên trong. Do có lớp phản quang nên ánh sáng sẽ không ra bên ngoài được mà sẽ phản xạ toàn phần. Đây là hiện tượng phản xạ toàn phần và sẽ đưa về đích. Và như vậy thì việc truyền thông tin qua ánh sáng đã thành công bằng cách truyền qua một cái dây cáp quang. Và đầu bên kia chỉ cần lắp thiết bị giải mã thì sẽ hiểu được thông tin đầu bên này truyền tải đến. Ví dụ như là chúng ta muốn nghe nhạc chất lượng cao thì chúng ta cần đến một chiếc đầu giải mã hay còn gọi là DAC để dịch những cái ký hiệu, cái mã hóa từ cổng quang của TV hoặc cổng quang của đầu CD truyền đến để chúng ta nghe nhạc. Đấy là cái cách mà người ta dùng đến giải mã là như vậy. Và so với việc truyền bằng dây đồng thì truyền bằng cáp quang sẽ có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất là truyền bằng cáp quang bằng ánh sáng với một cái tốc độ rất là nhanh và có thể lên tới hàng trăm km mà vẫn đảm bảo ổn định. Còn trong so với việc truyền bằng dây đồng thì nó sẽ hạn chế hơn, chỉ vài trăm mét thôi. Tiếp theo là truyền bằng dây điện thì tín hiệu điện tử sẽ bị nhiễu bởi các sóng cao tần. Còn khi chúng ta truyền bằng ánh sáng thì sẽ không bị nhiễu này, nên là việc bảo mật thông tin cũng như là tín hiệu sẽ truyền đi một cách chính xác và chất lượng nhất. Bên cạnh đó, việc truyền bằng ánh sáng có một cái dung lượng rất là lớn. Trong cùng một cái đơn vị thời gian thì truyền bằng ánh sáng sẽ truyền một cái thông tin rất là lớn, nên là tốc độ rất là nhanh. Và như vậy thì tôi vừa mới giải thích một cách sơ qua về cách truyền cáp quang. Đó là truyền các tia sáng từ bên trong, truyền bên trong các cái lõi gọi là các cái dây quang. Và mỗi tia sáng này sẽ có cái biên độ thay đổi liên tục là A hoặc là B. Thế lên đầu bên kia sẽ nhận được các cái dãy số là 0 và 1 bằng cách khép lại những cái số 0 và 1 đó với nhau. Thì cái đầu bên kia sẽ hiểu được thông tin muốn truyền tải là gì. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đây là kiến thức còn hạn hẹp. Tôi giải thích trong cái sự hiểu biết, trong cái tầm hiểu biết còn hạn hẹp của mình. Nếu như quý vị và các bạn nào có bất cứ ý kiến đóng góp hoặc muốn bổ sung thêm thì hãy thẳng thắn để lại bình luận ở phía dưới. Và đừng quên ấn like và chia sẻ video này.